안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Châu Thùy Trang sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu sâu về cái ngữ pháp mà các bạn hay thường nhầm lẫn, ngay cả mình cũng bị nhầm lẫn nữa. Nhưng mà mình nghiên cứu lại thì mình đúc kết ra được những cái kiến thức như thế này. Xin mời các bạn cùng theo dõi bài học của mình nhé. Đó là ngữ pháp ina hoặc là hay là. Đây lần trước mình có nói là trong câu nghi vấn không được dùng, nhưng mà mình nghĩ đó là không phải câu nào cũng không dùng được, mà có câu là không dùng được và có câu thì dùng được. Thì các bạn xem những trường hợp nào thì các bạn xem nha. Câu thứ nhất nè: tôi giữ lại khoảng 10 quyển hoặc 20 quyển sách nhé. Thì mình hỏi ý kiến của người người nói là như thế nào, cái này hoặc là cái kia. Tôi giữ lại khoảng 10 quyển hoặc 20 quyển sách nhé. Thì chúng ta có thể nói là 제가 책을 10권이나 20권을 보관할까요? Các bạn thấy nè, 보관하다 đây là bảo quản hoặc là giữ lại. Tôi giữ lại hoặc tôi bảo quản lại 10 quyển hoặc là 2 quyển sách nhé. Thì câu này mình có thể dùng được, tại vì cái đuôi của nó là 읽을까요? Mình có thể dùng được. Mẹ uống nước hay uống coca? Thì đây là câu lựa chọn, câu hỏi lựa chọn một trong hai. Mình có thể nói như thế này: 어머님, 어머님, 물을 드실래요? 아니면 콜라를 드실래요? Thì cái trường hợp này chúng ta nói sẽ chính xác hơn. Không bị nhầm lẫn, không bị sai. 어머니 물을 드실래요? 아니면 콜라를 드실래요? Mẹ uống nước hay là mẹ uống Coca-Cola? Coca, ha, Coca. Mình có thể dùng dạng câu chọn một trong hai, thì cái dạng câu hỏi này là thường xuyên sử dụng nhiều nhất. Hoặc là mẹ dùng Coca hoặc dùng nước nhé, nhé nha. Đây là cái trường hợp hỏi ý kiến của người người nghe. 어머님, 물이나 콜라를 드실래요? Mẹ uống nước hay hoặc là cái uống nước hoặc là cola nhé. Chọn một trong hai mình cũng có thể dùng được. Trong câu này thì mình dùng được nha. Nhưng mà mình nói như vậy không được nha. 어머님, 물이나 콜라를 드셔요? 드셔요 thì nó nghe nó không có được tự nhiên, mà cái đuôi đó mình phải dùng cái đuôi như là 르래요 hoặc là 를까요 hoặc là 나요, những cái đuôi hỏi ý kiến đó thì cái câu nó sẽ nghe tự nhiên hơn. Lần trước các bạn không có gắn cái đuôi 르래요, 를까요 hoặc là 나요 thì cái câu đó không có được tự nhiên, vì thế mình mới nói là cái câu đó không được. Không được tự nhiên cho nên mình nói không được. Và cái câu tiếp theo: anh dùng nước hoặc dùng cola nhé. Mình hỏi ý kiến của người nghe. Nếu mà cái đuôi nhé thì chúng ta phải đi thêm cái đuôi gì đây, rilkayo, thì nó mới nghe tự nhiên hơn. Opa murina cola rư rilkayo, chứ mình đừng có nói là opa murina cola rư masayo. Masayo là không được, nó không có tự nhiên và nghe nó không có dễ, không có dễ nghe. Và câu tiếp theo: anh đến trường bằng xe buýt hay taxi? Anh đến trường bằng xe buýt hay taxi, mình có thể dùng trong câu nghi vấn được. Nhưng lưu ý chỗ này: 당신은 학교에 버스나 택시로 가나요? Thì mình phải dùng cái đuôi 나요, 나요, hỏi ý kiến, hỏi hỏi người ta là đi xe buýt hay là đi taxi, hỏi anh đi xe buýt hay là taxi, nhớ cái đuôi là phải gắn thêm 나요 thì nó sẽ nghe tự nhiên hơn, chứ mình đừng có nói là 당신은 학교에 버스나 택시로 가요 thì nghe nó không được tự nhiên. Vì thế lần trước mình có nói không được dùng cái câu như vậy trong câu nghi vấn, nhưng mà mình phải thêm cái đuôi 나요 hoặc là 릴까요 hoặc là 릴래요 thì cái câu đó sẽ dùng được. Mình đính chính là như vậy. Các bạn xem lại nha: tôi giữ lại khoảng 10 quyển hoặc 20 quyển sách nhé. 제가 책을 10권이나 20권을 보관할까요? Hoặc là mẹ uống nước hay uống Coca-Cola? 어머니 물을 드실래요? 아니면 콜라를 드실래요? Câu tiếp theo: mẹ dùng Coca hoặc dùng nước nhé. 어머니 물이나 콜라를 드실래요?
Anh dùng nước hoặc dùng Coca-Cola nhé. Opa, Murina Cola를 드릴까요? Anh đến trường bằng xe buýt hay taxi? 당신은 학교에 버스나 택시로 가나요? Đó là những cái đuôi các bạn cần chú ý khi kết hợp với ngữ pháp na, ina. Vậy là bài học hôm nay mình muốn nhắn nhủ cho các bạn chỉ như thế thôi. Hy vọng là bài học sẽ bổ ích cho các bạn nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn.